Muộn rồi em ạ, khui tiếp hàng một chút cho bác nhé. Bác nào thích đôi nào chụp ảnh lại báo cho em này. Còn thông báo bác là ba đôi này nhé. Đôi kép trắng có công suất bán rồi, đôi tai noi đây vào bán rồi và đôi loa đờ nông phía sau bán rồi. Còn đây sau đây em Tuấn tiếp tục khui được hàng đôi này. Bác nào có điều kiện rước đôi này vào đỉnh này. Bác nhìn thấy đôi gì chưa? Mọi nhìn thấy chưa? JBL California. Con JBL này model bác nhé, chú ý này, L820. Chắc đôi này rất là ít có, phải nói là cực kỳ hiếm có chứ không phải là ít có, hiếm. Xếp vào dòng hiếm luôn. Đôi này thì báo cáo bác là em đã đấu giá từ bên nước ngoài về. Tình hình thì nó thiếu e căng. Nhưng mà theo em nghĩ thì các bác cũng chả cần e căng làm gì đâu. Con này nó đẹp lắm nên khoe nó ra. Nha. Em quay lại đây. Báo giá luôn cho bác 7 triệu 9 cho nó nhanh, bắt đầu nhanh tay. Thì hốt ngay hai cầu nhá. Hai cầu đây. Này, nặng trịch luôn. Những bác nào có căn phòng chung cư thì rước ngay em nó về. Con này cảm giác nặng như cái cối đá luôn. Báo cáo bác là nặng như cối đá luôn. Này, bác cho bác. Đấy. Còn nguyên. Nào, con nhìn đi. Phê chưa? Những cái nút, những cái chấm này này, đây là những cái nút điểm chấm này, là những cái nút bịt ở trong nó có chân ốc vít bác nhé. Đây này. Đấy, mục đích để cho các bác làm giá hoặc vít giá thì đấy, tùy. Nó, vì nó rất là nặng như nó rất là nặng nên họ làm đến 1 2 3 4 5 6 7 đến 8 cái ốc vít cơ. 8 cái vít luôn. Nó rất là nặng, nó cực kỳ nặng. Ở về phía trước có nhìn đây. Bác nhìn con JBL nó phê chưa? Các bác không kết con này thì kết con gì? Không nhanh tay chả đến lượt. Để cho bác 7 triệu 9 nha. Phê chưa? Ấy giờ thiết kế với một bát, một chung, hai con tép luôn, một con tép kèn. Con này chỉ cái là em nó thiếu cái e-căng thôi. Nhưng mà con này theo em Tuấn nghĩ em báo cáo bác là nhà các bác nó sạch đẹp thì bác bỏ e-căng đi. Vào về các bác rút cái chốt này này, cái nút nhựa ra. Bác mua một cái chốt đẹp, bác cắm nó vào để trang trí. Nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì cái mặt loa nó đẹp, nó sang như thế này mà đi bịt nó lại thì nghe nó cảm giác nó không không hay lắm. Được chưa? Con kia cũng đẹp xuất sắc như con này. Đấy. À, một đôi này toàn hàng đấu giá là bác, còn thiếu e căng thì báo thiếu e căng hàng đấu giá đấy. À, đôi này để cho bác mức giá 7 triệu 9 bác. Phải nói luôn là bao hiếm cho bác, bao hàng hiếm luôn cho bác, bao hiếm bao độc cho bác luôn, không có hàng đâu. Bố chào con đi, chào bố nữa. Đi học với con nha, đi con chào bà đấy. Nó nhìn chưa, phê chưa? 7 triệu 9 bác nhá, giá em đã Tuấn đã báo rồi. Bác nào xác định lấy thì gọi cho em. Và em bao luôn hàng độc cho bác luôn. Con này cực kỳ nặng luôn. Chất tất như đôi loa bằng kích thước 10 cân nặng. Rồi chào bác.